Liên quan đến vụ việc trên, vừa qua hàng loạt ô tô đậu ngoài đường đã bị kẻ gian đập kính trộm đồ vào ban đêm. Đơn cử như vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22 tháng 5 trên đường Nguyên Hồng, thành phố Buôn Ma Thuột, hai đối tượng bịt mặt đã cậy cửa xe ô tô của một người dân đậu trên vỉa hè lục lọi tìm kiếm đồ đạc. Sau khi lấy đi một số tài sản, manh động hơn hai đối tượng này không hề tỏ ra sợ hãi mà còn ngước mặt lên để nhìn thẳng vào ống kính camera an ninh trước khi bỏ đi. Tương tự vào dạng sáng 27 tháng 5, chiếc ô tô Santa Fe đậu qua đêm trên vỉa hè đường Trường Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột đã bị kẻ gian cậy cửa, lẻn vào lục tung lấy đi một số giấy tờ quan trọng và cậy màn hình Android ZTEC của ô tô trị giá hàng chục triệu đồng và nhiều vụ việc khác.